Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Cảm ơn cô chú anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Phúc An TV trong suốt thời gian vừa qua. Đừng quên like, đăng ký kênh giúp Phúc An TV với nhé. Vậy là show diễn của cặp đôi áo màu đỏ Tuyết Nhung Trường Sang, đêm nhạc giữ mãi một tình yêu đã diễn ra vô cùng thành công, tốt đẹp. Đến với đêm nhạc này thì Tuyết Nhung cũng đã kết hợp song ca cùng với Giáp Long, Trường Sang thì hát cùng với em trai của mình Trường Huy cũng như Nhật Trường. Và điều đặc biệt nhất, Tuyết Nhung Trường Sang đã kết hợp song ca những ca khúc rất đáng yêu, rất tuyệt vời, đáp ứng được sự mong mỏi, mong chờ của rất là nhiều cô chú anh chị khi xem qua chương trình này. Với những ca khúc mà Tuyết Nhung Trường Sang kết hợp với nhau, đó là Chuyện Chúng Mình hay là Cà Phê Miệt Vườn và bài Nợ Duyên, thì cả hai đã kết hợp song ca rất tuyệt vời. Đi đôi với đó là diễn xuất của Tuyết Nhung Trường Sang rất tự nhiên, đón nhận được rất là nhiều tràng vỗ tay yêu mến của cô chú anh chị khán giả khi xem trực tiếp tại phòng trà Đồng Dao cũng như khi xem online. Quá thật, một đêm nhạc vô cùng thành công. Rất là nhiều cô chú anh chị đã rất hài lòng khi xem chương trình này của Tuyết Nhung Trường Sang. Một đêm nhạc rất tuyệt vời, giữ mãi một tình yêu. Thì mới đây, Tuyết Nhung cũng đã có những cái chia sẻ của mình về đêm nhạc tối ngày hôm qua. Cụ thể thì Tuyết Nhung chia sẻ trên trang cá nhân của mình: đêm qua thật tuyệt vời với mini show giữ mãi một tình yêu của hai em Sang Nhung. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn yêu thương bé Nhung, đến ủng hộ xem show của hai bé trực tiếp và xem trên live stream, tức là xem online. Cảm ơn quý khán giả đã tặng quà cho Nhung và cảm ơn các bạn fan lâu năm của Nhung luôn đi theo hỗ trợ Nhung. Và cảm ơn các anh em đã góp phần thêm màu sắc âm nhạc mới mẻ và hay cho đêm nhạc. Và sau cùng, mời cả nhà nghe và xem lại những đoạn mà em hát hôm qua nhé. Kèm theo đó là những hình ảnh của Tuyết Nhung với đêm nhạc rất tuyệt vời. Trường Sang cũng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình nói về đêm nhạc kết hợp cùng với Tuyết Nhung rất thành công. Thì Trường Sang cũng đã chia sẻ như thế này: đã hoàn thành tốt mini show đầu tiên của hai đứa với chủ đề giữ mãi một tình yêu. Tuy chúc mừng nhưng cũng tự kiểm điểm bản thân về hai đứa nha Phạm Tuyết Nhung. Dưới sân khấu hai đứa giỏi lắm, bài vở ngon lành. Lên sân khấu nhìn nhau cái quên hết trơn. À ca ca, nhưng cảm thấy mang ơn và hạnh phúc khi quý vị khán giả yêu thương và ủng hộ, nên hai đứa lấy lại tinh thần hi hi. Thật sự phải nói là hai đứa mình đã có một đêm vô cùng hạnh phúc dưới tình yêu thương của quý khán giả. Ngồi đến tận cuối show để cùng kể nhau nghe những câu chuyện, những tâm sự, những niềm vui, nỗi buồn và cả học yêu theo lời dạy của ba Tèo, Diễm Phạm và mẹ Minh Trang. Con xin cảm ơn những người thầy mà con luôn tôn kính đã truyền dạy và uốn nắn để có một Trường Sang của ngày hôm nay. Con em xin phép được nhắc tên ở đây vì nhờ có thầy mà Sang đã có phần thay đổi được cách hát và thuyên giảm đi được rất nhiều với bệnh viêm thanh quản nặng của mình. Em cảm ơn thầy Triệu Lộc đã giúp em tự tin hơn để đối mặt với nỗi sợ của mình và truyền dạy cho em rất nhiều kiến thức hay. Sang xin cảm ơn ngôi nhà truyền thông Khang đã chấp cánh cho Sang đôi cánh để Sang được gần gũi với khán thính giả. Sang xin cảm ơn phòng trà Đồng Dao và ban nhạc Đồng Dao
linh hồn của đêm nhạc đã giúp cho Sang Nhung hoàn thành được show diễn. Con em Trường Sang xin chân thành gửi lời cảm ơn vô cùng trân quý đến quý vị khán thính giả đã góp mặt cho đêm nhạc và cả những vị khán giả góp mặt trên livestream trong đêm nhạc tối qua. Mặc dù cũng gặp nhiều khó khăn trong việc kết nối với mọi người vào group và còn nhiều thiếu sót trong công tác hỗ trợ mọi người, nhưng mong quý vị rộng lòng tha thứ. Em xin cảm ơn người anh thân thương của em, MC Nhật Trường, đã nhận lời góp mặt trong đêm nhạc của hai đứa em dưới hai vai trò vừa là ca sĩ khách mời, vừa là MC để dẫn dắt mạch cảm xúc trong suốt chương trình. Đây là niềm hạnh phúc và vinh dự của em, Hi Hi. Em xin cảm ơn em trai Lê Quốc đã bật chế độ khô máu để hỗ trợ đứa em trong công tác vé online, để mọi người ở xa có thể xem được chương trình KK. Tôi xin cảm ơn mình, nữ ca sĩ Phạm Tuyết Nhung, đã cùng tôi giữ mãi một tình yêu nhiên. Sau đêm nhạc tối qua thì tôi tự tin hơn khi gặp gỡ khán thính giả của Chuyện Tình Mình. Kể hai đứa, he he. Sang xin cảm ơn người anh Giác Long và người em trai ruột của Sang, đó là Trường Huy, đã góp mặt trong đêm nhạc để giúp chương trình thêm màu sắc và ý nghĩa. Em xin cảm ơn nhà thiết kế Bảo Bảo đã tài trợ cho em ba chiếc áo dài vô cùng đẹp, phải nói là xuất sắc luôn. Nhưng mà vì thời lượng chương trình và trình tự các tiết mục nên em không thể mặc được hết cả ba chiếc áo, rất là tiếc luôn, hu hu. Make up và hair Đăng Lê, cảm ơn ông anh của em nhiều nghe, đã tân trang cho em mặt mâm của em, Kaka. Và sau cùng, em xin cảm ơn sư huynh Hoàng Trung đã góp phần lớn lao trong phần hát tên của em với sự điệm đàn trân cổ trong hai ca khúc Trách Ai Vô Tình và Bến Thượng Hải. Anh em mình cũng vất vả anh nhỉ, hi hi. Một lần nữa, Sang xin cảm ơn mọi người, cảm ơn vì tất cả. Đó là chia sẻ của Trường Sang và Tuyết Nhung. Cô chú anh chị cũng đã vừa nghe xong. Chúng ta thấy được Tuyết Nhung, Trường Sang rất là vui, rất là hạnh phúc với đêm nhạc đã diễn ra vô cùng thành công, với sự yêu mến của rất là nhiều cô chú anh chị khán giả. Và đêm nhạc quả thật Tuyết Nhung, Trường Sang kết hợp với nhau rất tuyệt vời, với những ca khúc như là Chuyện Tình Mình, rồi Cà Phê Miệt Vườn và bài Nợ Duyên đã nói lên tất cả sự chuẩn bị rất là chỉnh chu, chu đáo của cặp đôi Trường Sang Tuyết Nhung. Giống như lời ba Tèo Diễn Phạm và mẹ của Trường Sang là chị Trang, là hai đứa tập yêu nhau trên sân khấu và cả hai đã thể hiện rất tuyệt vời một đêm nhạc vô cùng thành công. Chúc mừng Tuyết Nhung, Trường Sang. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Cuối video, Phúc xin giới thiệu cùng với cô chú anh chị, đó là thang thuốc điều trị bệnh thần kinh tọa của gia đình Phúc rất hiệu quả, chuyên về thần kinh tọa, chỉ cần dùng 1 đến 3 thang hiệu quả sẽ có ngay. Đây là thang thuốc gia truyền của gia đình của Phúc, có giá là 500.000 đồng đã bao gồm phí ship. Đây là hình ảnh thang thuốc thần kinh tọa hốt trực tiếp tại nhà của Phúc nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại trên màn hình, liên hệ và kết nối Zalo với Phúc, Phúc sẽ hướng dẫn tận tình, chu đáo. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.